Đức hạnh không phải là bạn giữ được ngũ giới là đủ, mà phải tính luôn cả thập thiện. Người mà còn tồn tâm tham, thì dù bạn tham bất cứ việc gì đi nữa, kể cả tham ăn, tham ngủ, thì vẫn là chỗ hở để ma chui vào. Bạn tham nhanh, tham mau thành tựu đạo nghiệp, cũng là một thứ tham chí mạng của người tu hành. Ở đời thì tham ái, tham tiền, tham sắc đẹp, tham danh lợi, tiếng khen, địa vị. Vào đạo, chúng ta cũng tham luôn, chỉ đổi đối tượng tham mà thôi. Tham tốt, tham phước, tham công đức, tham số lượng, tham được người khen, học rộng đa văn mà thiếu thực hành cũng là một nạn lớn, cũng chính là danh văn lợi dưỡng ở trong nhà Phật vậy. Các bạn cùng đọc bài viết dưới đây nhé. Ma vương chiếm trọn tâm trí, nâng cao cái ngã của người tu. Mình mỗi ngày dành hầu như trọn thời gian cho việc hành pháp. Vì thời gian ở nhà có hạn, sau vài tháng nữa đi làm thì không còn nhiều thời gian tu hành như bây giờ nữa. Vì tham mau thành tựu, mình đã nóng vội trong việc tu hành. Mình rất thích hành pháp. Đợt vừa rồi, thời gian công phu lên đến 13-14 tiếng một ngày. Mình tuy cảm thấy hơi mệt nhưng cũng thấy vui vì đã dành trọn thời gian cho việc mình yêu thích. Nhưng thầm sâu bên trong, tâm trí đã bị ma vương chiếm lấy hoàn toàn. Lưu ý, bạn trì chú lăng nghiêm một ngày 10 biến, 21 biến, 35 biến chú lăng nghiêm thì có thể chưa có vấn đề gì phát sinh. Nhưng nếu bạn tăng gấp đôi lên nữa thì ma vương sẽ để ý đến bạn. Nếu bạn nghĩ rằng ma vương sợ nhất là chú lăng nghiêm, bạn trì chú lăng nghiêm thì không lo ma chướng. Điều này chỉ đúng khi bạn là người có đức hạnh. Đức hạnh ở đây là bạn phải giữ được ngũ giới thập thiện. Nếu không giữ được thì chỉ cần một cái tham thôi cũng là đòn chí mạng của bạn rồi. Cụ thể ở đây là mình đã tham nhanh thành tựu, tham nhanh được tự tại sinh tử. Từ một cái tham này mà phát sinh ma chướng và kéo theo hàng loạt điều tệ hại dưới đây. Ma vương chú ý nâng cái ngã của mình lên. Vì cái ngã phát sinh khiến cho mình tự cho là mình đúng, nên đã sinh tâm nghi ngờ người thầy dẫn dắt mình. Nghi thầy là ma thuyết pháp, nghi sư tử mình bị lạc ma cảnh. Vì cứ mơ thấy cảnh tốt liên tục, khi sư tỷ có ý tốt khuyên mình về việc tu hành thì mình lại nghi càng chồng thêm nghi. Mình thật có lỗi với thầy và sư tỷ của mình. Thêm nữa, khi ngã đã sinh thì cũng kéo theo tâm không đủ cung kính với thầy của mình. Trước khi sự việc xảy ra đỉnh điểm thì thầy đã thuyết cho bài pháp về đức hạnh, cũng có nói về lòng nghi. Mình nghe xong cũng như nước đổ đầu vịt. Sau đó, thầy dặn đợi thầy nói chuyện mà mình cũng không đợi được. Lúc này lại tham đi ngủ. Mình đã không ý thức được là lời của thầy quan trọng như thế nào. Bình thường thì vân vân dạ dạ, đến lúc gặp ma nạn thì mình coi việc ngủ hơn là việc thầy dặn. Sau khi bị thầy đuổi ra khỏi lớp, mình vẫn không cam tâm lắm. Mình biết sai ở chỗ thiếu cung kính với thầy, nhưng lòng nghi vẫn chưa dứt hẳn, vẫn chưa tỉnh ngộ. Khi nói chuyện với sư huynh thì mình cũng hời hợt, nghĩ rằng ở ngoài cũng được, dù sao mình vẫn còn có sư huynh. Ngày thầy đuổi ra khỏi lớp cũng vừa trùng với ngày mình gieo mộc luân. Hôm đó gieo thì cho ra luôn cả 7 đen, đen nhiều một cách kinh ngạc, kỷ lục từ trước đến nay. Nói chuyện với sư huynh thì biết rằng mình sai rõ ràng rồi. Ma vương có thể hiện ra vô số cảnh giới thuận hay cảnh giới nghịch để não loạn người tu hành. Chúng ta hãy luôn ghi nhớ, tâm bình thường là đạo. Ma não loạn chúng ta, làm chúng ta sanh phiền não hoặc tham đắm vào cảnh giới. Nó có thể khống chế, làm rối loạn tâm trí của người tu, khiến chúng ta hành động một cách ngu si, không còn sáng suốt được nữa. Cho dù bình thường bạn có khôn ngoan đến đâu, có nói tốt, nói hay như thế nào đi nữa, thì khi gặp ma chướng, bạn cũng vô phương chống chọi. Ma có năng lực như thế đó,
nhưng không thể nào giả được Mộc Luân. Thật sự, nếu không có Mộc Luân, không có sư huynh, thì có lẽ lần này con đường tu hành của mình đã rẽ sang một trang khác, giữ nhiều lành ít. Mặc dù hiện giờ mình vẫn còn đang ở biên địa Nghi Thành, nhưng mình tin rằng thầy sẽ không bỏ rơi mình. Mình viết bài này, hy vọng những bạn hữu duyên có thể tham khảo. Chỉ cần bạn khởi tâm tham bất cứ một cái gì, kể cả tham nhanh giải thoát đi nữa, thì cũng vướng vào lưới ma. Nếu bạn tu tàn tàn thì không thành vấn đề, vì đời này bạn chỉ gieo duyên với Phật thôi, rồi đời sau tính tiếp. Bạn trôi lăn trong luân hồi rất hợp với ý của chúng ma. Còn bạn ra sức tu hành thì phải giữ được ngũ giới thập thiện, vì ma chỉ sợ người có đức hạnh trì chú lăng nghiêm thôi. Còn chúng ta thiếu đức hạnh mà tham nhanh thì liền phát sinh ma chướng. Vì vậy, trước tiên hãy giữ cho được ngũ giới thập thiện, không tham bất cứ cái gì, chỉ chân thật vì chúng sanh, thì tu hành mới mong tiến bộ được. Còn không làm được như vậy, thì dù bạn cố gắng đến mấy, cũng uổng phí công phu, dậm chân tại chỗ, hoặc là dạo chơi với ma vương. Ký ức của Mộ Trung Liên, ngày 25 tháng 6 năm 2021. Ha ha ha, un sam mo di so ha ha.